Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Phong thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, trong nội dung ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. 1. Những ngày tốt đẹp nhất nhập trạch và bốc bát hương vào nhà mới tháng 11 âm lịch. 2. Sắm sửa đồ lễ cần thiết cho việc nhập trạch và bốc lại bát hương tháng 11 âm lịch. 3. Làm thế nào để bát hương có linh khí và thông linh được với thần linh, gia tiên? 4. Quy trình bốc bát hương chuẩn phong thủy. 5. Quy trình đặt và an vị bát hương sao cho đúng. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, thủ tục bốc bát hương sao cho đúng cách rất quan trọng, đặc biệt những ai đang có nhu cầu chuyển sang nhà mới thì cần đặc biệt nắm rõ yếu tố này giúp mang lại sự bình an, may mắn, sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Như chúng ta đã biết, bát hương cũng chính là sợi dây để liên kết giữa cõi dương và cõi âm. Đây cũng là nơi linh khí mà người bề trên có thể nương tựa vào mỗi khi muốn quay đầu lại thăm con cháu. Cho nên việc bốc bát hương trong ngày nhập trạch cũng cần phải chú ý đến các nguyên tắc nhất định. Điều này giúp không phạm vào các tội thất kính với người bề trên. Hôm nay được sự tư vấn của thầy Sa Cát cùng các thầy phong thủy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn quy trình tự bốc bát hương, lập bàn thờ chuẩn phong thủy khi nhập trạch vào nhà mới trong tháng 11 âm lịch. Hy vọng cách bốc bát hương dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn về vấn đề tâm linh để quý vị yên tâm hơn trong vấn đề thờ cúng. Trong quá trình bốc bát hương, lập bàn thờ có điều gì cần tư vấn, quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn chi tiết nhé. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 1. Những ngày tốt đẹp nhất nhập trạch trong tháng 11 âm lịch. Theo thầy Sa Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, trong tháng 11 âm lịch sẽ có những ngày tốt nhập trạch như sau. 1. Ngày mùng 1 Tân Tỵ. 2. Ngày mùng 4 Sát Thân. 3. Ngày mùng 9 Kỷ Sửu. 4. Ngày 12 Nhâm Thìn. 5. Ngày 16 Bính Thân. 6. Ngày 17 Đinh Dậu. 7. Ngày 24 Sát Thìn. 8. Ngày 28 Mậu Thân. 9. Ngày 29 Kỷ Dậu. Đó là 9 ngày đại cát trong tháng 11 âm lịch để nhập trạch. Để bốc được một bát hương chuẩn và linh thiêng thì khâu chuẩn bị trước là điều vô cùng quan trọng. Các cụ nhà ta có câu, đầu xuôi thì đuôi lọt. Vậy nên để chuẩn bị bốc bát hương khi nhập trạch vào nhà mới hoặc lập lại bát hương, ta cần phải chuẩn bị những thứ sau. 2. Là đồ lễ. Lập bàn thờ về nhà mới để nghênh đón thần linh và gia tiên về phù trợ cho gia đình, nên việc sắm sửa đồ lễ cũng hết sức quan trọng. Để việc lập bàn thờ được chỉn chu và chính xác, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những đồ lễ để lập bàn thờ khi nhập trạch về nhà mới cần có những lễ vật sau. Gà luộc một con, một đĩa thịt quay hoặc là thịt luộc, một đĩa bánh bao chay 5 hoặc 15 chiếc, một đĩa chè, thuốc, trầu cau, một mâm cơm, canh. Xôi hai đĩa hoa quả, mỗi đĩa 5 hoặc 15 quả, bánh kẹo, rượu, một đĩa gạo, một đĩa muối, hoa, 5 hoặc 15 bông nên sử dụng số bông lẻ, một đèn dầu cộng với hai cốc nến hoặc là cây nến. Đồ mã thì gồm có một quần áo mũ ngựa thần linh to cộng với 5 quần áo mũ ngựa ngũ phương, 5 đinh tiền vàng cộng với một bộ quần áo ông bà tiền chủ, hậu chủ cộng với 2 vàng hoa đỏ đại cộng với 2 vàng ngũ phương cộng 3 tập tiền tào quan. Ngoài ra quý vị và các bạn cần chuẩn bị thêm là hương, chuông lệnh, chuông hiệu nếu có. Sau khi chuẩn bị đồ lễ xong, chúng ta cần chuẩn bị đồ để bốc lại bát hương. Theo thầy Sa Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, để bốc được bát hương có linh khí cần phải chuẩn bị những vật phẩm sau đây. Một là bát hương. Tùy vào nhu cầu mà chúng ta có thể sử dụng các loại bát hương bằng gốm, sứ hoặc đồng. Nhưng quý vị cần lưu ý về mặt nguyệt bát hương phải đúng phong thủy. Hai là thất bảo. Một trong những điều quan trọng nhất để quyết định bát hương có linh khí hay không, khi bốc bát hương nhất định phải có thất bảo. Thất bảo là 7 bảo vật của nhân gian, bao gồm những thứ quý giá nhất. Đây cũng là một vật phẩm được cúng dường cho Đức Phật khi Ngài sáng thế. Thất bảo bao gồm vàng, bạc, mã não, san hô đỏ, ngọc trai, hổ phách, ngọc phỉ thúy. Ngoài ra thất bảo còn chứa đựng sợi chỉ ngũ sắc để điều hòa ngũ hành trong bát hương. 3 là tờ di hiệu, là tờ giấy màu vàng dùng để ghi tên cho bát hương. Nhờ có tờ di hiệu mà biết được bát hương đó thờ ai. 4 là giấy trang kim, giấy được tráng một lớp vàng dùng để gói thất bảo, bảo vệ thất bảo không bị cháy khi bát hương hóa, cũng như lưu giữ linh khí của thất bảo, giúp cho bát hương được linh thiêng hơn. 5 là ngũ vị hương, là tổng hợp của những thảo mộc quý như là quế, hồi, hoàng đàn, trầm, sử dụng để tẩy uế và làm cho bát hương thơm tho, sạch sẽ hơn. 6 là cho nếp, dùng để bốc lại bát hương, không nên sử dụng cát để bốc.
7 là gạo vàng thần tài, sử dụng để kích tài cho bát hương, trong khi bốc bát hương và sử dụng trầm để xông giúp cho bát hương không bị hóa. 8 là trầm, sau khi bốc bát hương xong, cần sử dụng trầm để xông khí tẩy uế cho bát hương, giúp bát hương sạch sẽ và thơm tho hơn trước khi làm lễ. Các bước chuẩn bị bốc bát hương khi nhập trạch vào nhà mới hoặc lập lại ban thờ. Sau khi chọn được ngày giờ đẹp để tiến hành nhập trạch hoặc bốc bát hương, lập lại ban thờ, chúng ta tiến hành bốc bát hương. Về ngày đẹp, quý vị liên hệ trực tiếp tới hotline của kênh chúng tôi để được tư vấn. Quy trình bốc bát hương như sau. Bước 1. Chuẩn bị. Sử dụng bộ bốc bát hương hay bộ bốc bát nhang mà chúng tôi đã hướng dẫn ở trên. Giữ thân thanh tịnh trước 3 ngày khi tiến hành bốc bát hương lập ban thờ. Lấy 1/3 gói bột ngũ vị hương ngâm với 1 lít rượu trắng hoặc là rượu ngũ vị. Bước 2 là trộn cho. Tắm rửa sạch sẽ và dùng rượu trắng để rửa tay trước khi tiến hành bốc bát hương. Sàng cho để loại bỏ các tạp chất trong cho. Chia gói gạo vàng thành 3 phần bằng nhau, trải ra một tờ giấy hoặc là khay sạch, cho phần cho sạch và bột ngũ vị hương, 1/3 gói gạo vàng thần tài rồi trộn đều với nhau. Bước 3 là bao sái. Bát hương, lư nhang rửa sạch lau hoặc là để khô, sau đó dùng rượu ngũ vị hương để lắng lấy phần rượu trong thấm vào khăn sạch, lau bát hương để tẩy khí. Vừa lau vừa đọc thần chú làm sạch pháp giới, án lam sao hạ. Án lam xoa ha 7 lần để bát hương khô tự nhiên. Sau đó bao sái, lau ban thờ và các vật dụng thờ cúng. Bước 4 là viết thờ di hiệu. Tờ di hiệu đặt trong hộp thất bảo. Phụng thờ thành hoàng, bản thổ, thần linh thổ, địa chư vị, tôn thần. Bát nhang thờ gia tiên. Phụng thờ hội đồng gia tiên họ, chư vị chân linh, miền Bắc. Bát nhang thờ gia tiên. Phụng thờ cửu huyền thất tổ họ, chư vị chân linh, miền Nam. Bát bà cô ông mãnh. Phụng thờ hội đồng bà cô ông mãnh họ, chư vị chân linh. Bát thần tài, phụng thờ ngũ phương, ngũ thổ, long thần, tiền hậu, địa chủ, tài thần. Bát quan âm, phụng thờ đức quán, thế âm, bồ tát. Bát ông táo, phụng thờ đông trù, tư mệnh táo, thủ thần quân. Phật di lặc, phụng thờ đức Phật di lặc, tài thần. Bước 5 là bốc bát hương. Trong lúc bốc bát hương, tâm niệm thành tâm, ý niệm thành ý, thần niệm thành thần, tâm ý thần hợp nhất. Bát hương này thờ ai và mong cầu điều gì? Có thể lẩm nhẩm trong miệng hoặc nói trong tâm, nếu không thì đọc thần chú Om Mani Bát Minh Hồng. Bước 1 là sàng cho, chuẩn bị ngũ vị hương, thất bảo, trầm, gạo vàng thần tài, di hiệu, bật lửa, hương. Sau khi sàng lọc cho nếp sạch sẽ, chúng ta tiến hành trộn cho với ngũ vị hương. Trong quá trình trộn cho nếp với ngũ vị hương, tâm ý phải hợp nhất, hoàn toàn tâm, toàn ý nghĩ về việc bốc bát hương. Khi đó bát hương mới linh ứng. Ngoài ra phải đọc ngũ bộ chú trong quá trình trộn cho nếp như hướng dẫn mà thầy Gia Cát mà chúng tôi đã có hướng dẫn gửi kèm trong bộ thất bảo. Sau khi trộn cho nếp đều với ngũ vị hương, cho nếp từ màu đen chuyển sang màu có ánh vàng của bột ngũ vị hương và có hương thơm dễ chịu. Trộn đều cho nếp với ngũ vị hương, xong ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 3 là gói thất bảo. Trong bộ cốt thất bảo mà chúng tôi gửi cho các bạn có kèm theo 2 tờ di hiệu và tờ giấy trang kim, cộng với 1 nụ trầm để xông bát hương. Quý vị và các bạn bóc gói thất bảo ra, lấy tờ di hiệu ghi trên bát hương là ai. Như hướng dẫn của chúng tôi đã gửi kèm trong gói thất bảo, sau đó gấp gói thất bảo lại, đặt vào mặt sau của tờ di hiệu. Gấp tờ di hiệu làm 3 theo chiều ngang, sau đó gấp đều theo chiều dọc của tờ di hiệu từ dưới lên trên. Gấp xong tờ di hiệu, chúng ta lấy tờ giấy trang kim đặt ngược lên bàn. Đặt tờ di hiệu đã gói thất bảo vào, sau đó gấp sao cho vuông vắn, đẹp đẽ. Khi đã gấp xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 4. Khi đã bao sái tẩy uế bát hương sạch sẽ bằng rượu và ngũ vị hương, hoặc là rượu gừng, ta đặt bát hương lên bàn sạch và tiến hành bốc bát hương. Đầu tiên chúng ta rắc một ít gạo vàng thần tài xuống đáy bát hương khoảng 1/3 gói. Tiếp theo chúng ta đặt gói thất bảo vào chính giữa bát hương, sao cho đầu dưới của thất bảo hướng về mặt nguyệt bát hương. Đặt xong thất bảo, ta tiến hành bốc từng bốc cho nếp vào trong bát hương. Khi cho nếp đến khoảng một nửa bát hương, ta dừng lại rắc tiếp 1/3 gói gạo vàng thần tài đều lên trên bề mặt cho nếp. Tiếp đến ta lại bốc cho vào bát hương, khi cho nếp đến miệng bát hương thì lại tiếp tục rắc số gạo vàng còn lại vào trong bát hương. Lưu ý ở giữa bát hương nên rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn những chỗ khác để khi đặt cây chầm lên xong bát hương không bị hóa, cắm hương sẽ không bị đổ, gây nên sự lo sợ cho gia chủ.
Để tránh việc này, chúng ta cần giáp gạo vàng thần tài nhiều hơn ở giữa. Để tránh việc này, chúng ta cần phải giáp gạo vàng thần tài nhiều hơn ở giữa để khi trầm song song không bị hóa bát hương. Sau khi giáp gạo vàng thần tài hết, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 5, vệ sinh sạch sẽ bát hương và xông trầm tẩy uế cho bát hương. Trong quá trình bốc bát hương, cho nếp có thể làm bẩn bát hương. Quý vị và các bạn hãy dùng khăn sạch, sử dụng nước ngũ vị hương hoặc rượu gừng, lau lại toàn bộ bát hương. Sau khi lau chùi sạch sẽ bát hương, đặt bát hương lên bàn sạch sẽ. Nên dùng vải đỏ làm khăn trải bàn, để nụ trầm mà chúng tôi gửi kèm trong hộp thất bảo vào chính giữa bát hương để xông khí tẩy uế cho bát hương. Đợi cho nụ trầm cháy hết, ta tiến hành dâng bát hương lên ban thờ và cắm hương. Trên đây là một số thông tin chính về vấn đề thủ tục bốc bát hương để các bạn cùng tham khảo trước khi tiến hành. Mong rằng chúng sẽ trang bị thêm cho các bạn những kiến thức bổ trợ nhất định về vấn đề thờ cúng tâm linh. Đây là một số vấn đề quan trọng nên không thực hiện một cách sơ sài, đối phó mà hãy làm bằng cái tâm của mình, gửi đến cho các vị tổ tiên, thần linh thì mới mong có được một cuộc sống yên bình, đầm ấm trong ngôi nhà mới về tận sau này. Vừa rồi thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của chúng tôi đã hướng dẫn quý vị và các bạn thủ tục bốc bát hương và lập ban thờ mới. Hy vọng với video này, quý vị hoàn toàn có thể tự mình làm được mà không cần nhờ đến thầy. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo để có thêm cho mình những điều bổ ích mới.